Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phone News TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 13 tháng 9 năm 2022. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và luôn thành công trong công việc. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Giá cà phê hôm nay ngày 13 tháng 9 đồng loạt giảm trên thị trường thế giới và trong nước. Ở kỳ hạn giá tháng 11 năm 2022, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ 1 USD trên tấn, với mức giảm là 0,04% xuống mức giao dịch là 2.263 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giá tháng 1 năm 2022, giá cà phê cũng giảm đi 1 USD trên tấn, với mức giảm là 0,04% xuống mức giao dịch là 2.252 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 11 và tháng 1 vẫn tương đương mức giá là 53.000 đồng và 52.700 đồng một kg. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch ở kỳ hạn giao tháng 11 duy trì ở mức trung bình. Cùng xu hướng giảm đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2022, giá cà phê giảm 3,75 sen với mức giảm là 1,64%, xuống mức giao dịch là 224,75 sen trên pao. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 3 năm 2023, giá cà phê giảm đi 3,45 sen, xuống mức giao dịch là 219,2 sen trên pao. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm thứ Hai đóng cửa giảm vừa phải trên sàn New York. Áp lực thu hoạch của Brazil đang đè nặng lên giá cà phê sau khi Cosper báo cáo rằng vụ thu hoạch cà phê của Brazil đã hoàn thành 95% tính đến ngày 2 tháng 9. Sức mạnh của đồng real Brazil có tác động tích cực đối với giá cà phê Arabica sau khi đồng real hôm thứ Hai tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần so với đồng đô la. Đồng real mạnh hơn không khuyến khích việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil. Giá cà phê Robusta vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ nguồn cung nhỏ hơn trên toàn cầu. Theo đó, Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8 đã giảm đi 1,2% so với tháng trước và giảm đi 4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 112.531 tấn. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100 đồng trên 1 kg ở các địa phương, với mức giá được thu mua từ 48.700 đồng đến 49.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua quanh mức là 48.800 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá là 48.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, ghi nhận ở mức 49.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê ghi nhận ở mức 49.300 đồng và 49.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Garai có mức giá là 49.300 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chiêu Rông, mức giá là 49.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa thu mua quanh mức là 49.400 đồng 1 kg và khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 49.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, giá cà phê là 48.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua quanh mức 49.400 đồng 1 kg và khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 49.600 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức là 49.700 đồng 1 kg. Thưa các bạn, cũng theo ghi nhận sáng nay trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các đại lý và công ty thu mua quanh mức là 49.400 đồng 1 kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 13 tháng 9. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.